Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng mẫu máy thổi sử dụng xăng 4 thì đến từ thương hiệu Makita và mã sản phẩm là EB7660TH ha. Con này thì nó sử dụng, nó trọng lượng của nó là khoảng 10kg nha anh chị nha. Nó bao gồm đầu nối đầy đủ hết trên ta luôn. Và thổi con này thổi xe được tới 19m ha, 19m. Có hai chế độ thù lạnh và thù nóng ha cho chúng ta nha. Rồi đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta này hai cổ dê để chúng ta ship ống thổi này, và một cái bình đựng dầu máy này để mình chêm dầu máy vào đây ha. Còn chỗ này là cái nút để chúng ta chứa xăng. Xăng 4 thì là xăng mình chạy xăng 95 bình thường mình ha, chạy xăng 95 thì máy chạy rất là ok luôn. Rồi bên cạnh nó thì đầu mở khóa thôi. Rồi ống đi kèm như là hai ống thổi dài này, hai ống thổi dài của Makita này ha. Và tiếp theo đó là một cái đầu nối lò xo cao su để chúng ta dễ dàng sử dụng ha, rồi không bị gãy ống. Tiếp theo đó là một cái đầu nối, một cái đầu phun, đầu thổi này thì đầu thổi dẹp ha, rồi đầu thổi này thì đầu thổi trồng, thì gắn vào nó có khớp hết chúng ta rồi, là mình xiết cổ dê về thôi. Rất là đơn giản luôn. Máy này thì rất được trên thị trường rất là thông dụng luôn nha anh chị nha. Rất là được thông dụng luôn. Thì dùng cho thổi lá này, thổi bụi này, cho công trường ngồi này, hoặc là thổi trên rừng đó, không bị sợ cháy rừng ha. Đó là cái con máy này thì nó ưu điểm như vậy. Rồi tiếp theo thì phía sau đây thì nó sẽ có tặng thêm cái túi cho chúng ta nha, để chúng ta đựng cái phụ kiện nhỏ chúng ta vận chuyển đi. Rồi tiếp tục phía sau thì sẽ có cái đai đeo như ba lô nha anh chị nha, được làm có mút ở phía trong này. Bên cạnh đó thì bên ngoài thì được làm bằng vải ha, rất là mềm. Logo Makita được in dập nổi ở hai bên đầu đeo luôn, rất là đẹp luôn. Phía dưới thì nó sẽ có mút đầy đủ hết, mút rất là dày, rất là mềm, không có cứng đâu nha anh chị nha. Phía dưới là có cái bộ phận tản nhiệt này, túi này. Túi chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có thể đựng đồ trong này cũng ăn túi lưới. Và phía dưới cũng có mút cho chúng ta nha. Đó, máy rất là đẹp luôn, trọng lượng 10kg. Đây là cái bộ phận công tắc này. Đó, công tắc rất là dài ra. Rồi, bộ phận nối ống dài đi vào đây. Đó, để chúng ta dễ dàng sử dụng luôn, không bị rớt cái ống ra ha. Rồi, máy rất là đẹp anh chị ha. Đó, phun xe tới 19m. Chạy xăng 4 thì cứ dễ dàng sử dụng rồi. Xăng 95 thì cũng rất là ok. Đây là cái nút để chúng ta kéo động cơ ha. Kéo động cơ đây. Đó, kéo động cơ đây. Rất là đơn giản ha. Chạy xăng vô nó mới nổ ha anh chị nha. Rồi, đây thì nút điều chỉnh chế độ này ha. Điều chỉnh chế độ lạnh nè, tắm nè. Đó, ở trên này nó sẽ có ký hiệu cho chúng ta hết. Máy rất là đẹp luôn ha. Động cơ thì nằm trong này. Vỏ thì con này sử dụng vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp từ nhà Makita rồi. Bên cạnh đó thì đây là cái đường ống này, đường ống để chúng ta thổi ra này. Và phía dưới này nó có bộ phận lò xo để chúng ta giảm sốc này. Đó, anh chị thấy không? Đó, giảm sốc cho máy của chúng ta luôn. Rất là đẹp ha, rất là chuyên dụng. Rồi nếu anh chị nào có quan tâm muốn biết thêm chi tiết cái dòng sản phẩm này, để liên hệ số điện thoại chỉ cần đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe để có động lực review những cái dòng máy thổi khác ha. Xin chào và hẹn gặp lại chị ở những video lần sau.